Phương Quế xin kính chào quý khán thính giả của Đài Hồng Việt TV và các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa kính mến. Trang Thanh Lan xin kính chào tái ngộ đến quý khán giả thân mến. Đến với chương trình Tiếng Hát Hậu Phương được phát hình trực tiếp mỗi tối thứ ba trên làn sóng 2078 của Hồng Việt TV. Chương trình sẽ được phát lại 11 giờ đêm nay, 9 giờ sáng thứ tư và 5 giờ chiều thứ bảy. Chương trình này cũng nhằm mục đích giúp đỡ những người trẻ hiểu biết thêm về hình ảnh oai hùng cũng như sự chiến đấu anh dũng của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Tiếng Hát Hậu Phương hy vọng sẽ là một nhịp cầu để chúng ta có thể ôn lại những kỷ niệm vui, buồn, những mất mát chia ly trong thời chinh chiến. Khi tiếng súng còn đang rền vang trên khắp nẻo đường đất nước, đã có những chàng trai rũ bỏ sách đèn, lên đường bảo vệ non sông, cũng có những tiếng hát cất lên cho những chuyện tình dang dở. Tiếng hát của những người em gái hậu phương gửi đến cho những chàng trai nơi tiền tuyến là những tình cảm dạt dào thấm đẫm thương yêu, những con tim thổn thức, nhưng tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Tiếng hát hậu phương rất mong đón tiếp quý vị cựu quân nhân, những người vợ lính, người yêu của lính đến với chương trình để chúng ta cùng nhau hàn huyên tâm sự, ôn lại những kỷ niệm vui buồn thời chinh chiến. Các hội đoàn có những buổi tổ chức liên quan về lính cần phổ biến, xin email về tienghathauphuong@yahoo.com. Quý vị có thể gọi điện thoại trực tiếp vào để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay qua số 714-933-7888. Kính thưa quý vị, hôm nay Tiếng Hát Hậu Phương xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị một ca sĩ trẻ thuộc gia đình cụ quân nhân. Chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị ca sĩ Lê Quốc Tuấn. Dạ, con xin chào cô Phương Quế, xin chào cô Trang Lan. Lê Quốc Tuấn xin kính chào đến quý vị khán thính giả của Đài Hồng Việt TV và đặc biệt chương trình Tiếng Hát Hậu Phương. Dạ, thay mặt chương trình Tiếng Hát Hậu Phương, cô Trang Lan, cô Phương Quế chào con, cũng như chào nghĩa sư. nghĩa công công. Nghĩa công công. Không có công hả? Dạ, thưa quý vị, chương trình Tiếng Hát Hậu Phương hôm nay được phát hình 5 giờ chiều. Tại vì sau cái chương trình này là sẽ phát hình trực tiếp về cuộc bầu cử tổng thống của nước Mỹ. Gây go quá, hồi hộp quá thưa quý vị ơi. Thật ra chúng tôi là 5 giờ tới 6 giờ, rồi sau 6 giờ là bắt đầu ở nhà 6 giờ tới 10 giờ. 6 giờ tới 10 giờ tối là chúng ta hồi hộp lắm thưa quý vị. Chờ đợi kết quả bầu cử của hai vị tổng thống, không biết là vị nào sẽ là người lãnh đạo nguyên một cái nước Mỹ. Dạ, dạ vâng. Nếu là người nào là tổng thống cho ngày mai, ngày mai mình có tổng thống mới rồi, thì đúng là người đó có chân mạng đế vương. Thật sự thì giữa hai người quá cam go luôn, quá cái bằng mà từ bữa giờ sự thật mà nói đó, thứ nhất á là chính trị, thứ hai là tôn giáo. Khi mà đã chạm đến hai cái này thì rất là nhạy cảm. Thành ra là Quế thấy rằng ở ngoài đường, các tiệm cà phê, ở trên diễn đàn cũng tranh luận hai phe rõ ràng. Thành thử ra nó rất là gam co, gây go. Nhưng mà tối nay thì cái bài toán nó sẽ có đáp số và không có một cái sự mà tính toán tranh cãi nữa, thì chắc là mà lúc đó mình sẽ bị buồn cả thang phải không? Mình cứ yên chí mình ngủ đi, sáng mai mình dậy mình có tổng thống mới, mặc dù là ai người đó là chân mạng thiên tử của nước Mỹ rồi thôi, đúng không? Thì đúng rồi, thì cái đó là vậy thôi. Nhưng mà bài toán có đáp số thì khỏi tranh cãi. Mình bầu á mà không được chắc mình cũng buồn, đúng không? Thôi đừng dòm nghĩa sữa, có chừng nghĩa sữa là dòm Phương Hồng Quế nữa. Hai người chúng ta là hai phe nghe chưa? Nhưng mà hết bầu cử mình hết vui rồi. Tại vì bầu cử nó có những câu chuyện vui, những bài hát người ta đặt ra rất là vui. Mà mình coi ở trên internet mình vui lắm, phải không? Mà giờ hết bầu cử không biết mình có cái chuyện gì để mình bàn luận ngoài quán cà phê, hay là những lúc mình ngồi bàn ăn tiệc với bạn bè. Sau đó là ngày mai, là sáng mai là quán cà phê sẽ ngập tràn những cái tiếng là ngày mai còn bàn phê bình, là tranh luận nhau dữ dội lắm nha. Ngày mai đó không có cái tranh luận nữa, mà ngày mai là một bên đó thì cái là kêu cái gì đó, cái gì mà bên thắng trận hả? Bên thắng trận sẽ ăn uống hả hê, còn bên kia thì hơi bị buồn thì chắc là kêu trà đá hay trà nóng gì thôi. Bây giờ không biết ai kêu trà đá mà ai kêu cà phê ha, nhân nghĩa sự ha. Thôi mình chờ tối nay đi ha. Trời ơi, cá độ dữ vậy. Tổng thống mình bầu, cử tổng thống cũng có cá độ trong đó trời. Có chứ. Một là ăn thịt là đó, có nhiều người cá độ dũng lắm. Tâm hồn cá độ. Là mình không biết chứ, có rất nhiều người cá độ mà. Quốc Tuấn đi bầu chưa con? Dạ, con bầu bay mail rồi con. Dạ. Nghĩa sữa bầu chưa em? Dạ, cưng. Bầu rồi. Dạ, đi bầu sáng nay hay là sao cưng? Dạ, hồi chưa. À vậy hả? Mợ đi bầu lâu rồi, đi bầu kiếm diện. Dạ. Cũng vote by mail, tiếng Việt Nam mình gọi là bầu kiếm diện đó. Dạ, chúng ta là nghệ sĩ cho nên không có thể nào mình đi bầu để mình sợ nhiều khi mình kẹt show, hoặc như bữa nay thì sao mình đi bầu. Dạ. Đúng không? Đó, thành thử rồi sáng phải làm tóc này cái nọ, make up nữa. Ngày trọng đại nhất mà. Trời ơi, tự nhiên bây giờ ở ngoài đường, hồi nãy quá đi ở ngoài đường mà thấy vắng hoe à. Thì ai cũng ở nhà để coi TV, theo dõi cái cuộc bầu cử cho nên là vắng hoe à.
Thì đó nó xong 4 giờ mà chúng ta sẽ yên chí rồi ngày mai là chúng ta sẽ có tổng thống mới. Thật ra bây giờ thôi mình trở về chương trình với Lê Quốc Tuấn. Hôm nay mình có tổng thống tí hon là Lê Quốc Tuấn. Dạ con không dám. Người trẻ. Một cái hậu duệ của ca sĩ lớn sau này là Lê Quốc Tuấn. Một giọng ca rất là dễ thương mà cái tánh tình cũng hiền hậu. Cũng đã từng đóng kịch với cô Trang Thái Lan rồi. Vai một ca sĩ cái mặt rất là thấy ghét. Trung tâm Asia. Thưa quý vị, cái tựa là gì cô quên rồi. Đường vào nghệ thuật. À, đường vào nghệ thuật, đúng rồi. Lê Quốc Tuấn là một ca sĩ nổi danh mà bắt đầu chảnh. Là chảnh. Chảnh mà chảnh sến. Vui cho cái kịch đó mình coi thấy vui á. Kịch đó vui thiệt. Lê Quốc Tuấn có thể là cho quý khán giả cũng như là các bác, các chú chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa biết con là... Trong gia đình con có ai là cựu quân nhân hay không? Dạ có, dạ thưa cô, thưa quý vị là ba con, nói cho con biết con, ba con là trung úy của gọi là biệt phái xây dựng nông thôn. Dạ, và ba con tên là Bùi Thanh Tùng. Thì ví dụ giống như là vô tình các cô chú mà có coi chương trình này mà là bạn của ba con thì con nghĩ đây là một cái dịp rất là hay để mà những hình ảnh lại connection lại. Dạ, ba con cũng rất là ao ước muốn gặp bạn cũ đúng không? Mà ba con hiện giờ ở tiểu bang nào? Ba con giờ San Jose cô. Vậy thì ba cũng rất muốn gặp các bạn cũ. Thành ra con cứ nói tên ba rồi hãy mà. Nhiều khi có các bác, các chú, các chú ngày xưa đi lính với lại ba các bác. Các bác là bạn của ba con thế nào các bác cũng gọi vô để hỏi thăm ba con và sẽ cho số phone của ba con đúng không? Dạ, vì chương trình này cũng có rất nhiều các chú lên á, cùng quân dân lên á con, xong rồi ở xa, tại vì 50 tiểu bang xem, ở xa cũng tìm được nhau, gặp những người bạn nhiều khi mấy chục năm mà gặp qua chương trình này. Cũng rất là hay, thành ra hy vọng là hôm nay có ý nghĩa con. Lê Quốc Tuấn nói chương trình này có ý nghĩa lắm á. Con của anh Bùi Thanh Tùng. Ủa, tại sao ba con họ Bùi mà con Lê Quốc Tuấn? Dạ, thật sự là thế này, con tên thật của con là Bùi Lê Quốc Tuấn. Là ba con họ Bùi, mẹ con họ Lê. Thì ba con người Bắc, mẹ con người Huế, con gọi là Me. Nhưng mà tại lúc mình đi hát thì tên dài quá thì con nghĩ mình làm bớt cho khán giả. Ba con người Bắc. Ba con người Bắc. Mẹ con người Huế. Con tên Đông Nam. Con để Sài Gòn vậy. Người Việt Nam. Dạ. Con là người Việt Nam chay đó. Tôi là người Việt Nam. Không phải người ngoại quốc hả? Dạ, quốc phải ngoại quốc, không phải ngoại quốc. Không phải ngoại quốc hả? Ngoại quốc. Nhưng mà lúc mà Tuấn còn nhỏ đó, Tuấn bao giờ thấy ba Tuấn mặc đồ lính hay là xây dựng nông thôn vậy, con có nhớ không? Dạ thật sự là con không nhớ rõ lắm, nhưng mà con nhớ là hình như theo con nhớ là cái thời buổi đó, cái thời gian đó thì con nhớ là về vấn đề chính trị rất là nhạy cảm, nên là con cũng không được nghe ngóng gì nhiều hết, nên là nhưng mà vậy là con sanh sau 75. Dạ. Nên con cũng không rồi ba được. Con có phải bị đi tù cộng sản không? Dạ có, ba cũng bị đi tù, nhưng mà tại vì con nghĩ đó là cái nỗi đau nên là con không có hỏi nhiều, không muốn nhắc. Dạ. Nhưng mà lúc mà ba con có nhớ là lúc ba con đi tù đó thì ở nhà con có mấy anh chị em? Dạ con có ba anh chị em, thì anh con là chị con và con thì thì con biết là thì con nghĩ là theo con nghĩ là ngoài trường hợp của mẹ con thì cũng giống như là cô chú và những anh chị những cô chú khác trong thời gian đó, thì con nghĩ là cái sự mất mát nó rất là đau lớn và rất là lớn, nên là con thấy là đây là hoàn cảnh chung của mọi người, thì ai cũng có cái nỗi đau hết. Mẹ con cũng là một trong những, và ba con và cộng đồng của mình cũng là nhưng mà ba con đi tù cộng sản mấy năm? Dạ cái này con không có hỏi kỹ. Tức là ba con đi tù về mới có con phải không? Dạ đúng rồi. Mà con chỉ biết là thời gian đó là nhà con cũng có đi vượt biên nữa. Mà con có nhớ theo mẹ con kể là chị con cũng giống như là, theo mẹ con kể là chị con cũng suýt chết đó, trong tù á. Bị bắt suýt chết đó, nhưng mà không biết tại sao mà vượt biên hả con? Dạ vượt biên. Xong rồi lại bị bắt xong rồi không thể hiểu tại sao lại là chị con lại sống được. Dạ mà lúc mà nghe mẹ con kể là lúc mẹ con đi bắt xong rồi hình như là đi một hoặc hai lần gì sao thì lần sau lại có con. Thì là té cục khỉ nữa. Nhưng mà cũng may con lì, con không chết. Có bầu con mà té cục khỉ. Té cục khỉ con nghe mẹ kể vậy. Vậy đó. Là lì. Dạ không chết được. Đúng là cũng sao. Mẹ đẻ con ở Sài Gòn hay là ở con bên này? Dạ đẻ ở Sài Gòn. Cũng đi vượt biên rồi cũng không xong rồi mới sanh con xong, ra. Cũng hai ba lần vậy đó con. Nhưng mà gia đình con qua Mỹ từ lúc nào? Dạ gia đình con qua Mỹ là cuối năm 96 theo diện bảo lãnh, là tại vì
anh chị của ba con Bảo Lãnh, bà nội và nguyên gia đình qua luôn. Gia đình. Dạ. 96 lần hả? 96 lần. Đáng lẽ là qua 92. Nhưng mà cái này con kể chuyện này cũng hơi vui vui là lúc mà hỏi tại sao bà nội không có Bảo Lãnh qua sớm hơn thì bà nội mới nói một câu rất là hay. Con nghĩ là rất là hay, là sợ bên Mỹ không có nhà thờ. Dễ thương ghê. Giống như má con hồi xưa á, thôi tao đi Mỹ đâu. Không chịu đi. Má liệu á, thôi tao không đi Mỹ đâu, đi Mỹ hay sợ không có trầu ăn. Đâu má mình cũng vậy. Lúc mà mẹ của cô qua bên đây đó, trời dạ. Trầu quá chừng luôn, bả nhai trầu đến lúc mà bả qua đời luôn. Dạ. Bả cái hàm răng bả là màu đen mà. Màu đen, ồ răng đen là răng màu đen hồi xưa mà. Là bà ăn trầu từ nào giờ, bà sợ dạ. Đi qua Mỹ là không có trầu ăn. Trời. Rồi cái cô em của cô Bảo Lãnh nó nói là trời trầu thiếu gì má cứ qua đây, lúc mà bà qua là bà ăn tới lúc bà mất luôn, ăn trầu đó. Dạ. Bởi vậy xong về sau đó thì cousin con bên Mỹ về thì mình hiểu được cái cuộc sống bên đây. Thế là tụi con thích quá nên tụi con năn nỉ thì bà có quyết định, thì con nghĩ lúc đó thời gian đó giấy tờ mở lại hay sao thì may mắn là mọi người được suôn sẻ. Dạ. Tức là đi cùng hết gia đình qua cùng đây hết luôn. Gia đình luôn. Dạ, bà nội cũng đi luôn. May mắn thôi con. Dạ. Dạ may mắn. Dạ. Rồi mà con đi hát từ lúc nào Tuấn? Dạ con đi hát trước khi con gia nhập vào trung tâm Asia thì hồi trước con học phần ngành kinh tế. Xong rồi trong lúc đang học thì con học thêm cái vocal training với lại cái choir của Mỹ. Thì con học rất là nhiều năm. Rồi học mấy cái private lesson của Mỹ nữa. Tức là con học hát từ trường Mỹ, người Mỹ dạy. Chứ dạ. Không có thầy ở ngoài người không Việt Nam. Không có thầy người Việt Nam. Thì con áp dụng cái tiếng Việt của mình bằng giống như chữ nào con không hiểu thì con sẽ hỏi mẹ giải thích cho con hiểu hơn. Rồi còn mình phát âm tròn trịa hay không thì con nghĩ cái đó là mình nghe ngóng từ cô chú, từ các cô, từ cô chú thì mình học từ đó. Nhưng mà cái nhân duyên nào mà con lại bước vào trung tâm Asia? Dạ thưa từ cô. Bao giờ con? Dạ thưa cô thì thật sự là lúc đó con hát trong trường, vẫn hát trong trường. Thì thật sự mình nghĩ là chắc mình cũng hát trong trường rồi trong nhà thờ nào thôi, chứ mình không nghĩ mình sẽ đi chuyên nghiệp. Xong rồi thì là con có thi trung tâm Asia một lần đầu thì lần đó con bị trượt, cũng vô được final nhưng mà bị trượt. Dạ. Xong rồi lần sau thì con nghĩ chắc thi gọi là thi lần cuối cùng đó, nếu mà được cũng được thì thôi. Xong rồi thế là năm 2011 trung tâm tổ chức thi thì con thi thì con được vào top 10, vẫn không được nhất luôn nhưng mà trung tâm có vẻ quý nên mời lại một số 7 thí sinh khác trong đó có con nữa. Đó là lần đầu tiên mà trung tâm mời lại rất nhiều ca sĩ. Tức là lúc đó trung tâm Asia mời con nè, rồi còn ai nữa? Lần đó có con nè, lần đó là hạng nhất là Hoàng Anh Thư, Huỳnh Phi Tiễn, Đỗ Tiên Dung, và có Phạm Tuấn Ngọc, có Lưu Đức Long, có ai, có Hồng Diễm, dạ, Nhật Lâm, rồi trong mắt có con nữa. Dạ, thì... mà phải nói là trung tâm Asia lấy ca sĩ nhiều đó ha. Lần đầu tiên. Dạ. Lần đầu tiên lấy 7-8 người mà trong đó có nhiều người như Lê Quốc Tuấn là cũng con cũng là nổi tiếng nè, cũng có ca khán thính giả biết con cũng may mắn. Dạ. Rồi Huỳnh Phi Tiễn. Huỳnh Phi Tiễn, Lâm. Tức là nói chung là tụi con là đều một cái lớp của tụi con khoảng 7-8 người như vậy đó, cô thấy là toàn là những người cũng khá không đó. Mà những người đẹp nữa. Đỗ Tiên Dung là đẹp ha. Dạ, đẹp trai nữa. Đẹp trai nè đó, đẹp trai đẹp gái. Huỳnh Phi Tiễn cũng đẹp trai, cũng cao ráo. Dạ. Thấy không? Dạ. Thành thử ra là trung tâm Asia cũng mở rộng cho các con rất là nhiều. Phải nói rằng là từ đó cũng ra rất là nhiều ca sĩ. Dạ. Cái đó con nghĩ cái đó là một cái sự may mắn, và theo con biết là từ xưa tới giờ theo mình quan sát á, là hồi xưa tới giờ con nghĩ đó là lần đầu tiên mà trung tâm mở vòng tay đón rất nhiều thí sinh trong một rồi. Cái cuộc thi như vậy. Thường thường chỉ có một ngàn những trung tâm là khác tổ chức là có một người thôi, có một nghệ sĩ hạng nhất, hạng nhì hoặc là hai cái người hai người giải ba. Giải ba thôi chứ còn thường thường không có mở rộng như vậy, mà nhờ như vậy mà các em trẻ như là Lê Quốc Tuấn có cơ hội để phát triển lên. Và từ đó thì con đi vào trung tâm Asia đó, cô thấy con hát nhiều bài rất là hay. Nhưng mà cái bài đầu tiên đó cô nhớ là cái show đó cô có thâu chung, như con hát cái bài Anh Là Ai. Anh Là Ai chung với người nào đó cô không nhớ. Dạ, cái bài đó là... Cái đó là cuốn số mấy vậy con? Cuốn 69 cô. 69 hả? Dạ, cái bài đó lần đó là lần đầu tiên... con xuất hiện phải không? Con xuất hiện, dạ, thì trung tâm giao cho mình bài đó. Dạ. Với một số anh chị trong trung tâm Asia. Tức là cô nhớ là con ra con hát solo trước xong rồi... Dạ. Các anh chị mới đi ra hát cái phần sau. Dạ đúng rồi. Đó thì là như vậy là ở bên trung tâm Asia rất là Trúc Hồ rất là đặc biệt cho con, với lại Thi Vân rất là biệt cho con đó. Dạ con. Dạ. Dạ. Thì bây giờ con có thể hát lại cái bài hát Anh Là Ai để cho quý vị khán thính giả cùng các quý vị cựu quân nhân nghe không?
Dạ được, con xin cảm ơn cô và dạ, con xin mời quý vị khán thính giả thưởng thức bài nhạc phẩm Anh Là Ai mà quý vị rất là yêu quý của nhạc sĩ Việt Khang. Xin hỏi anh là ai? Sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu, ngăn bước tôi trông giặc tàu ngoại xâm. Xin hỏi anh ở đâu, sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi. Dân tộc anh ở đâu, sao đan tâm làm tay sai cho tàu. Để ngàn sau ghi dấu, bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào. Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đã ngã nghiêng. Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm, 1000 năm hay triền miên tâm tôi. Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người. Cô định nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam. Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người. Cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam. Quá. Trung tâm Asia chọn ha. Cô hỏi là chọn hay. Khi cô hát cái bài này cô thấy con có cái xúc động. Thì có cảm nghĩ ra sao mà khi con hát cái bài của Duy Khang này? Dạ thì thưa cô là cái chuyện nó xảy ra là thế này, là lúc mà trung tâm gọi điện thoại cho con và đó là kỳ này trung tâm sẽ giao cho con bài Anh Là Ai. Thì trung tâm cũng rất là tế nhị tại vì vấn đề chính trị, thì trung tâm nói với con là con có thắc mắc gì không? Có ngại không? Có ngại gì không? Ngại ngùng không? Dạ, thì con thấy là đây là một bài rất là có quá giá trị và quá to lớn đối với con. Thì con có nói là để cho con xin phép gia đình. Thì lúc đó con hỏi bố mẹ thì con nhớ là bố mẹ con nói một câu như thế này là cái này là mình hát cho quê hương mình. Nên con không cần phải sợ. Nên là nên ba mẹ nói là con nên nhận lời. Thì con nói là thì con suy nghĩ là con có sự ủng hộ của bố mẹ và cái dẫn dắt như thế thì con nghĩ là không có cái gì để mà mình phải lo lắng cả. Tại sao? Tại vì mình hát cho quê hương. Quê hương thì đây là quê hương của mình thôi. Đúng Nên là con không rất nào? Đáng khen khi mà Lê Quốc Tuấn là một người trẻ lớn lên ở Mỹ mà mỗi lần có chuyện gì cũng phải hỏi bố mẹ. Là con là một người con rất đáng khen, một người con có hiếu. Tại vì tuổi trẻ ở đây thường thường là khi mà lớn lên khoảng 18 tuổi thì cũng tự làm, tự lập, tự làm, tự quyết định, tự quyết định cuộc đời mình, thành ra không cần phải hỏi tới cha mẹ. Nhưng mà con là một cái tấm gương quý cho trẻ em, đàn trẻ lớn lên ở bên Mỹ, cái gì cũng phải hỏi cha mẹ đồng ý mình mới làm. Vậy rất là hay. Và thế con nghĩ là đây là một bài hát gọi là nó không những nó hát cho không con, đối với con đây con nghĩ là cái bài hát là nó mang tính cách quê hương và cho cộng đồng rồi, nên con phải rất là thận trọng tại vì mình không thể nào mình quyết định sai lầm được. Phải hỏi ý kiến qua mẹ mình. Dạ mình phải hỏi ý kiến. Dạ. Đúng cha mẹ con trả lời những câu nói đó. Dạ, hôm nay thì chương trình chúng ta khuyến khích con thêm. Đúng. Cô cũng rất là xúc động khi nghe bài hát này, khi nào nghe cũng bùi ngùi hết á. Tại vì thương cái người nhạc sĩ ở trong nước, người ta ở trong nước mà người ta còn dám lên tiếng làm những cái bài hát để đấu tranh như vậy,
ở trong gông cùng người ta dám làm vậy. Cho nên mỗi lần nghe cái bài này là cô cảm thấy cô rất là thương nhạc sĩ Việt Khang. Chương trình chúng ta hôm nay là mở màn trước 2 tiếng thưa quý vị, cho nên các có thể là các anh chị hay là các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, quý vị có thể là đi làm chưa về tới hay là đi bầu chưa về tới, thật là thấy không có những cái gọi vào để chia sẻ, nhưng mà Trang Thái Lan nhắc quý vị là hôm nay là 714-933-7888 thì quý vị chứ đừng gọi 7877 tại vì kẹt bên kia là đường dây của bầu cử. Hôm nay thì hôm vừa rồi thì đã hết rồi giảng hát rồi thưa quý vị, nhưng mà có một người từ tên Kelly Đỗ email vô chương trình Tiếng Hát Hậu Phương, mà Trang Thái Lan xin nhắc là trong lúc làm thì Trang Thái Lan và Phương Quế không có check email. Thưa quý vị hãy gọi vào số 933-7888 hoặc là 7877. Cô email vô thì hôm nay Trang Thái Lan thấy nếu mà không đọc thì tội nghiệp Kelly Đỗ quá. Chị Trang Thái Lan đọc nha. Chị Phương Quế, chị Trang Thái Lan hôm nay mặc áo dài đẹp quá. Cảm ơn em. Hai chị hôm nay nhìn trẻ hơn và lúc nào cũng thấy đẹp. Trời, khen hoài mắc cỡ à. Đây là tuần rồi đó. Đây là tuần rồi. Cái này tới tuần rồi. Đây là tuần rồi. Xin thì đó, nãy Trang Thái Lan có nói tuần rồi mà. Giảng hát rồi mới email vô. Em xin chị, hai chị cho em biết bí quyết. Em yêu cầu chị Quế hát tặng em bài ca về người lính không quân, và chị Lan thì hát bài ca về người lính hải quân. Nếu được, em cảm ơn hai chị. Xin chúc bác sĩ Trung Chỉnh, anh Nghĩa Sứa và hai chị lúc nào cũng vui vẻ và được khỏe mạnh. Cảm ơn Kelly Đỗ rất nhiều. Hát một đoạn tặng em đi, tại nếu mà là Quế hát không quân bài gì. Để coi cái ha. Chuyến mây đêm đi Nghĩa. Mi thứ Nghĩa. Túng người nghĩ chút nha con. Dạ. Xin quý vị tiếp tục gọi vào 714-933-7888 để chia sẻ với chương trình, và quý vị cũng có thể yêu cầu Lê Quốc Tuấn hát. Tại vì Lê Quốc Tuấn hát Asia cũng lâu rồi, hát nhiều bài rồi, cũng rất là hay quý vị. Trời khuya muôn ánh sao hiền, người trai đi viết câu chuyện một chuyến bay đêm. Cánh bằng nhẹ mơn trên làn gió, tình ngây thơ xưa lại nhớ lúc mình còn thơ. Nhìn trời cao mà réo mà mơ ước như diều, để níu ao ngồi bên dãy ngân hà, giờ sống giữa lưng trời, đôi khi nhớ chuyện đời mỉm cười thôi. Tại vì Trang Thanh Lan nói hát đoạn thì mình thiệt tình mình hát đoạn, chứ mình muốn hát nữa ghê vậy đó. Mà hát có nửa bản nó buồn gì đâu. Nó ngứa miệng ghê vậy, nó nghĩa. Đồ hôm nay hay quá nghe ơi, có nghe lẽ hát thêm đó. Khóc hay quá. Rồi đáng lẽ hát thêm thôi, lỡ rồi. Như bộ nói hát một câu thành nghe lời ghê. Nghe lời, mình đang hứng, mình chán. Bây giờ, vậy nè, kỳ rồi Trang Thái Lan có hứa với người lính hải quân, người lính già Tennessee là Trang Thái Lan sẽ hát một bài về hải quân cho anh nghe. Một bài này mà chưa bao giờ Trang Thái Lan hát ở đâu hết đó. Trang Thái Lan chỉ có thâu dĩa cho trung tâm người đẹp Bình Dương. Không biết tâm gì luôn, lâu quá không hát, nhưng mà em ghét lắm biền khơi xa tâm. Không nói hát rồi. Chưa. Hát ở đây rồi. Chưa. Hát bữa đại dưới của chưa, lên. Chưa bao giờ. Cha. Chỗ này tung đô đó. Em ghét lắm biển khơi xa thăm thẳm, ghét con tàu màu xám chở anh đi, ghét thật nhiều hoa biển của anh thi, được gần anh nhiều hơn cô em gái. Em ghét lắm tiếng đại dương gào thét, anh nghe nhiều hơn cả. Em ghét ghê đêm có ánh trăng mờ, anh ngắm hoài và quên em đó thôi. Anh ơi những ngày vừa chung, anh nhớ đừng quên em. Anh ơi những đêm lòng gió, em ghét anh ghê sao nỡ để em lạnh lùng. Em ghét lắm bờ môi xinh hoa màu,
nhìn anh cười tàu cập bên xa xôi. Em muốn anh đừng làm vẻ đơn côi, mà phải nhớ em còn đây nhé anh. Em muốn anh đừng làm vẻ đơn côi, mà phải nhớ em còn đây nhé anh. Đúng rồi, bài này cái là bài khác này, bài này là một người yêu của người lính hải quân mà cứ đi hoài, ghét tàu, ghét biển, ghét sóng gì tùm lum á, tại rồi, cứ đi hoài quá. Có một người khách thường xuyên của chương trình chúng ta là anh Trương Hiệp ở San Jose của chúng ta đã gọi vào, tại thấy chúng ta hôm nay hơi bị ế. Dạ, em cảm ơn anh Hiệp rất là nhiều. Gọi từ chú Trương Hiệp gọi từ Arizona. Mấy em là chú Trang Thanh Lan và Phương Hồng, Quế, Lê Quốc Tuấn hát hay, chào Nghĩa Sữa, chúc chương trình ngày càng thăng tiến. Dạ, cảm ơn anh Trương Hiệp rất là nhiều. Cảm ơn anh. Và sau đây là chị Thủy gọi từ Houston. Khen Trang Thanh Lan và Phương Quế mặc áo đẹp. Khi nào qua Houston hát, xin TB là gì? Thông báo. Xin thông báo trên đài. Thông báo trên đài hỏi ca sĩ và hai chị đi bầu chưa? Hồi nãy chúng em có nói rồi, tưởng đâu có bầu. Nghe bầu tự nhiên bóp bụng lên liền. Có đi bầu chưa mà Trang Thanh Lan thấy sao mà Thành có bầu chưa, hết hồn hết vía luôn. Dạ thưa, đi rồi mà bầu kiếm việc lâu rồi thưa chị. Tối nay á là bể bầu đó, ai mà có bầu từ bữa giờ Nghĩa Sữa tối nay cũng đẻ luôn đi nghe. Tối nay bể hết trơn rồi đó, đúng không? Đưa ra ánh sáng rồi, thành thử ra bầu bì gì nó bể hết trơn à. Rất vui mà chúng ta cũng hồi hộp lắm, không biết ngày mai ai sẽ là tổng thống của mình ha. Đây có một lời chia sẻ nữa. Chú Mạnh yêu cầu hai cô hát bài Sáng Chủ Nhật Anh Đi Lính Không Qua Nhà Thăm Em. Là bài gì? Sáng Chủ Nhật này anh đi lính không ghé nhà thăm em. Chẳng biết có phải bản này không, mà tại vì đánh máy vô hỏi vậy. Cái bài này chắc tụi em không có thuộc thưa anh. Lâu lâu cũng biết là kiểu... Hay là trời ơi thuộc chứ đâu phải là đâu phải tủ nhạc hả, cũng thuộc, cũng gì cũng quên cưng ơi. Cái này có phải 10 hoa 10 giờ không? Không phải. Hả? Cái kia hôm chia tay ngày chiều Chủ Nhật. Hay không. Là bài Vương Tao Ngộ. Không phải. Không phải, hôm nay ngày Chủ Nhật á. Anh đến thăm em đó, em đến thăm anh. Hôm nay ngày Chủ Nhật. Tuấn đi, bây giờ trở lại với Tuấn. Sắp hết giờ rồi, còn có 2 phút nữa thôi. 2 phút thì bây giờ mình nói gì cho hết 2 phút đi Tuấn. Bữa nay ai cũng hồi hộp đi bầu quá, thành ra không biết. Hôm nay no quá, hôm nay cũng no nắng. Dạ, quá no nắng. Sắp Tuấn, hôm nay Tuấn vô chương trình này Tuấn thấy sao con? Con thấy rất là ý nghĩa. Tại con vì có nói với bạn bè với ba má con mở TV coi không? Dạ, con có text cho gia đình sẽ xem. Dạ, tại vì thật sự lúc ở San Jose thì con cũng có xem chương trình. Dạ, thì con thấy rất là ý nghĩa, tại vì là mình giữ lại được những cái hình ảnh xưa cũ. Và hôm nay con thấy một cái hay nữa là con lên như vậy thì có thể là ba con sẽ tìm được những cô chú bạn. Con nhắc lại tên ba con lần nữa. Dạ. Trung úy. Dạ, ba con là Trung úy Bùi Thanh Tùng. Và là ba con là biệt phái xây dựng nông thôn. Dạ. Thì các lúc trước là ở đâu con có biết không? Ba con đóng ở đâu con biết không? Dạ con không. Em này không. Sợ mà những cái chuyện buồn hồi xưa đó, thành ra không có muốn nhắc lại, không muốn hỏi nhiều. Xây dựng thôn có ngoài Huế. Dạ. Xây dựng thôn thì everywhere, chỗ nào cũng có hết. Dạ. Nếu là người Huế thì ở ngoài Huế. Ba con người Bắc. Ai người Bắc? Mẹ con người Huế. Mẹ người Huế. Dạ, nên con thấy chương trình này rất là hay, là con nghĩ là nhờ chương trình này mà con nghĩ là chắc các cô chú sẽ có cái dịp mà gặp gỡ nhau lại. Dạ. và connect lại. Nhưng mà khi nào mà ba con có dịp ở San Jose mà xuống đây chơi đó, con nhớ cho cô hay trước. Dạ. Để mời ba lên chương trình này. Dạ. Thì khi mà ba lên, ba ngồi nói chuyện lâu, cái đời lính của ba nhiều đó, thì nhiều khi lại gặp những các chú khác. Dạ. Các bác khác nữa. Dạ. Thì nhớ nha, nó nếu. Dạ. Mà nếu mà ba đã yêu nước Việt Nam là con. Dạ. Là ba là người lính thì ngày xưa thì mời ba lên đây. Dạ. Để ba tiếp tay với các cô để phổ biến. Dạ đúng rồi con. Dạ. Cho các em nhỏ thế hệ sau. Dạ. Biết cái người lính Việt Nam Cộng Hòa nó như thế nào. Dạ. Nha. Dạ vâng, xin phép quý vị cho chúng tôi tạm ngưng chương trình trong giây lát để mời quý vị xem một số thông tin thương mại của đài. Vâng, cảm ơn quý vị để trở lại với Khoan, trước khi trở lại thì Trang Thanh Lan xin phép hai người, xin phép con. Dạ. Cho cô đọc cái lời chia sẻ của khán giả gọi vô nha. Để chút xíu dồn nhiều lắm nè. Cô Trà ở Garo nghe ca sĩ Quốc Tuấn hát
rất là hay, rất cảm động. Cô khóc khi nghe ca sĩ hát bài này. Dạ, con cảm ơn. Chắc cô. Anh là ai đó cơ? Cảm ơn dạ. Cô Trà đúng rồi. Con cảm ơn cô. Và anh Long gọi từ San Jose, mê giọng Trang Thanh Lan nhất là bài Tình Ca Nam Bộ, yêu cầu Trang Thanh Lan hát Chiếc Áo Bà Ba để tặng bà Năm. Cô là má vợ. Chà, tặng ai không dám chứ tặng má vợ chắc phải hát chỉ thôi để anh mất điểm. Thưa anh, em sẽ hát bài Chiếc Áo Bà Ba. À, chương trình dài lắm thưa anh, em sẽ hát một đoạn để tặng anh nha, cũng như là bác Năm là má vợ của anh. Dạ. Sông thấm thầm thấp thoáng con xuồng bé nhỏ tới mong manh, non lá đồi nghiêng tóc dài con nước đổ, hầu giang ơi dấu yêu còn tuyệt vời. Nghe vậy đã rồi còn nếu nghe mà nghe sửa đờn hay quá, không đỡ bỏ cái micro xuống hát nữa ghê. Hồi nãy cũng vậy, tôi cũng tức tưởi mà bỏ xuống nó thiệt tình á. Hôm nào sẽ hát hết bài để tặng anh thưa anh. Dạ, hôm nay là chương trình của Quốc Tuấn mà. À, xin phép Lê Quốc Tuấn có những lời chia sẻ để một lát nữa, thì hồi nãy mình sợ ế nhưng bây giờ khán giả gọi vô nhiều quá. Dạ vâng. À, chú Ba gọi từ Kansas City, khen hai cô hát bài Về Không Quân hay quá, nhất là ca sĩ hát Anh Là Ai, nghe rất hay và cảm động. Dạ, Lê Quốc Tuấn. Lê Quốc Tuấn, dạ vâng. Ca sĩ từ trung tâm Asia, rồi chú Ba rồi ha. Dạ, cô Vân ở Auckland thích ca sĩ Tuấn, hát hay và yêu cầu hát thêm vài bài về nhạc lính. Cô và gia đình rất thích ca sĩ Lê Quốc Tuấn. Xin cảm ơn cô. Cô Vân con. Dạ, xin cô Vân. Còn người lính già Tennessee nữa nè. Gửi lời thăm hai cô lúc nào cũng mặc áo đẹp, khen nghỉ sữa ca sĩ Quốc Tuấn. Cô Thanh Lan hát Về Hải Quân hay quá. Dạ, em ghét lắm đó anh, bài đó tựa là em ghét lắm đó. Trang Thanh Lan có hứa hát bài Một Loài Chim Biển. Dạ, thì hỏi bữa nay chắc người... không hát được rồi thưa anh. Tuần sau em sẽ hát Một Loài Chim Biển. Anh hỏi mọi người đã đi bầu chưa? Dạ rồi, chắc anh mở TV trễ, nãy tụi em đang bàn cãi nhau dù mà đi bầu nhiều lắm thưa anh. Dạ, cảm ơn người lính già Tennessee rất là nhiều thưa anh. À, sau đây là chia sẻ của chị Tư ở Connecticut. Chị Tư gửi lời chào thăm chị Tư. Trang Thanh Lan, Phương Quế và Nghĩa Sữa, ca sĩ Lê Quốc Tuấn của trung tâm ISA. Em chào chị Tư. À, gửi lời khen ca sĩ hát rất hay, giọng truyền cảm. Cảm ơn Đài Hồng Việt có chương trình hay và gửi lời thăm anh Bùi Bảo Trúc. Wow, anh Bùi Bảo Trúc ơi, ở nhà anh Bùi Bảo Trúc nghe, anh Bùi Bảo Trúc thấy có người nhắc tới anh đó đấy chưa. Chúc anh nhiều sức khỏe. Hết. Cảm ơn. Rồi để mình trở về với ca sĩ Lê Quốc Tuấn. Yeah. Tức là em từ Tuấn từ trung tâm Asia. Yeah. Đi ra cho có ngày đến ngày hôm nay. Yeah. Và nhạc sĩ Anh Bằng thì ngày 12 tháng 11 tức là thứ bảy tuần này, yeah, sẽ là ngày giỗ đúng một năm của nhạc sĩ Anh Bằng. Yeah. Thì đối với chú Anh Bằng, khi em bước vào trung tâm Asia thì con có những cái kỷ niệm nào với chú Anh Bằng hay không? Dạ thưa cô, dạ có. Là con thật sự là lúc mà một cái điều mà con rất thích từ ông là về sau con mới biết là ông bị bệnh. Mà lúc nào con, trước khi đó con không biết, mà lúc nào con gặp ông, chào ông cũng cười hết. Cái hay là ông được cái lúc nào ông cũng cười tươi, mà nụ cười rất là hiền hòa. Nên cái đó con nhớ mãi, là tại vì không chỉ một mình, tại vì đối với ông thì con là một hạt cát thôi, mà ông giống như là ông coi mình cũng giống như là một người trong gia đình thôi, thì thì con thấy đó là một điều rất là quý. Mà con thấy cái energy, cái năng lượng đó làm cho mình suy nghĩ nhiều hơn về, giống như là ông là người quá nổi tiếng như vậy, ông càng khiêm nhường như vậy, huống chi mình không là gì cả. Đúng. Nên là con thấy là cái gương làm cho con suy nghĩ rất là nhiều. Và tốt. Ông là cái người mà phải nói rằng ông Anh Bằng là cái người từ lúc nhỏ, lúc mà cô mới ra đời, mà lần đầu tiên cô gặp nhạc sĩ Anh Bằng là cô thâu đĩa cái bài Ai Khổ Vì Ai. Thì ông là cái người mà cầm cái đờn để mà giật cho cô những cái chỗ mà ông cần luyến lấy như thế nào đó. Và lúc đó cái hình ảnh của một cái người nhạc sĩ, ông cũng gầy gầy ốm ốm thôi, ông mặc cái áo sơ mi màu nhẹ nhẹ màu xanh thôi, mà cô nhớ hoài
mà nghĩa là giọng nói rất là giọng Bắc mà dịu dàng lắm, có thấy không? Vẫn cái nụ cười đó, mấy chục năm mà đến hồi mà ông mất rồi mình vẫn còn nhớ cái nụ cười của ông. Thì Trang Thanh Lan cũng có một cái kỷ niệm của bác anh Bằng, nhớ là Trang Thanh Lan hát thâu dĩa chú Minh Kỳ cái bài hát gì mà sao anh không đến nghe chiều hôm nay, sao anh không vút ra gì là cho em biết là nghìn phố vắng mưa bay gì chim bay gì đó, mà Trang Thanh Lan thì hát chữ chim không được, hồi đó mới đi hát mới 16 tuổi mà cái phát âm tiếng Bắc không chưa có chuẩn, cho nên là chập chờn đôi cánh chim bay, mà đôi cánh chim bay đôi cánh chim bay, chú Minh Kỳ la lên chim, tại sao mà con chim, chú Minh Kỳ la, bác anh Bằng đấy từ từ cháu nó mới biết hát mà thương vậy á. Dạ. Cái kỷ niệm đó đối với cô mà nhớ tới bác anh Bằng là chỉ có một kỷ niệm đó thôi. Bác Minh Kỳ thì là nóng tánh. Tức là dạy hoài không được, tức chứ không? Chú Minh Kỳ cảnh sát đó. Hồi xưa chú Minh Kỳ cảnh sát mà chú Minh Kỳ đó là đi tù đó, đi tù cộng sản mà chết ở trong tù luôn đó. Nhạc sĩ Minh Kỳ là Lê Minh Bằng đó con. Là trong ba ông đó. Ông Lê Vinh thì hiện giờ ở bên Montreal. Còn bên Montreal còn cả ba chú đều dễ thương hết. Ngoài thầy Lăng Xê của cô là chú Tùng Lâm, nhưng mà ba người thầy này là dạy về nhạc cho cô. Hay quá. Cũng nhân cái dịp dỗ sắp tới đây của nhạc sĩ Anh Bằng thì Trung tâm Asia sẽ tổ chức một buổi một chương trình văn nghệ Asia 79 để thứ nhất là để tưởng niệm nhạc sĩ Anh Bằng, và bên cạnh đó thưa quý vị, không phải là một chương trình này không phải là hoàn toàn nhạc của nhạc sĩ Anh Bằng không, để mình nói rõ quý vị khán thính giả ở xa có đến xem chương trình thì biết thêm nhiều hơn về chương trình này, phải không con? Dạ đúng rồi. Tức là có nhiều nhạc sĩ khác lắm. Dạ đúng rồi. Chẳng hạn như cô với lại cô Trang Thanh Lan sẽ hát chung một cái bài của nhạc sĩ Minh Kỳ. Dạ. Và có một số người con thì có hát bài của nhạc sĩ nào? Dạ con thì được giao một bài mới tinh luôn của ông Anh Bằng. Ồ vậy thì con quá hân hạnh rồi. Những sáng tác mới mà ông còn cất giấu chưa có cho ra ngoài thị trường thì là kỳ này cũng sẽ có một số, là trong đó con hát bài nhạc mới của ông Anh Bằng. Không học bài mới. Dạ. Còn nhiều nhạc, còn nhiều ca sĩ khác thì Phương Quế được biết là có nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Có nhạc sĩ Minh Kỳ, là mình hát Minh Kỳ rồi. Tức là một chương trình văn nghệ gồm tất cả những nhạc sĩ tên tuổi đã mang đến những bài hát nổi tiếng cho nền âm nhạc Việt Nam, chứ không phải một nhạc sĩ Anh Bằng không. Tất nhiên là kỳ này hai cô hát cái bài rất là vừa ý với hai cô. Mà cũng là lính nữa nghe, bật mí cho quý vị khán thính giả biết là hai chị em chúng tôi cũng hát bài về lính nữa. Không thể nào mà xa rời những người lính Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta, cho nên là hai chị em sẽ hát một bài về lính của nhạc sĩ Minh Kỳ mà mình chưa nói ha. Còn rất là nhiều nhạc sĩ khác cho nên... Cô hát bài gì? Dạ con mình cũng chưa nói. Là bài mới của nhạc sĩ Anh Bằng. Bài mới. Thì cái chương trình này con có thể nói... cái chương trình Còn Mãi Trong Tim, với chủ đề Còn Mãi Trong Tim Asia 79. Dạ vâng, con có thể nói là diễn ở đâu đó thì con có thể nói cho khán giả biết. Con giới thiệu cho khán giả. Con giới thiệu khán giả biết dùm. Lê Quốc Tuấn xin mời đến tất cả quý vị khán giả đã thương yêu và đang thương yêu trung tâm Asia đến để ủng hộ trung tâm Asia cuốn DVD trực tiếp Thu Huỳnh, cuốn DVD số 79 chủ đề là Còn Mãi Trong Tim, Love is Forever. Và chương trình này sẽ tổ chức vào ngày 26 tháng 11 tới đây, là vài tuần nữa thôi. Lễ tạ ơn. Đây là cái lễ tạ ơn, là lễ Thanksgiving, là để mình cảm ơn nhau, để mình quý hoa, mình quý, mình cảm ơn những gì mình đang có. Và chương trình sẽ tổ chức tại Grand Sierra Resort và Casino ở ngay Reno, tiểu bang là Nevada. Thì theo con biết là nếu quý vị có ý định đi thì nên gọi vào cho trung tâm hoặc là những cái tiệm bán đại lý mà quý vị nhìn vào trong poster. Tại vì để quý vị có thể sắp xếp chỗ ngồi theo quý vị muốn, cũng như quý vị book hotel để cho quý vị có thể xem được. Có hai suất, chương trình có hai suất thưa quý vị. Suất 3 giờ và suất 8 giờ tối thưa quý vị. Và nếu vậy thì Trang Thanh Lan nhắc luôn những cái nơi bán vé để cho quý vị ở ở địa phương đó, địa phương nào đó gần chỗ đó thì mình có thể mình lấy vé để mình đỡ phải chờ đợi này kia. Là vé có bán tại Video San Jose Center Video 408-298-1854 ở San Francisco Mỏ Làng 415-673-8115 Sacramento Làng Magazine 916
0243 934 500 ở Oakland My TV 510-839-6221. Tất cả số tiền bán vé sẽ trích ra 25% để giúp cho đồng bào nạn lụt ở miền Trung. Dạ vâng, thưa quý vị, nếu mà quý vị không có nhớ nhiều đó thì quý vị có thể gọi thẳng cho trung tâm số 714-636-3002. Trung tâm ASIA là 714-636-3002. Trung tâm có thể giữ vé hoặc gửi đến tận nhà cho quý vị. Quý vị nào ở vùng phụ cận như là San Jose, Sacramento thì có thể đến xem chương trình. Nhân dịp lễ tạ ơn thì mình đưa gia đình mình đi xem. Và đây là một chương trình phải nói rằng để tạ ơn tất cả những nhạc sĩ đã hy sinh cả đời mình cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam. Và chương trình rất là phong phú, rất là nhiều ca sĩ. Thì mời Phan Thanh Lan. Thấy một cái danh sách ca sĩ cũng rất là nhiều, thưa quý vị ơi, quy tụ rất là nhiều. ASIA 79 còn mãi trong tim với các ca sĩ Thanh Thúy, Hoàng Oanh, Mai Lệ Huyền, Khánh Hà, Phương Quế, Trang Thanh Lan, Tuấn Vũ, Trịnh Nam Sơn, Thế Sơn, Gia Huy, Diễm Liên, Lâm Thúy Vân, Y Phương, Thanh Trúc, Đặng Thế Luân, Anh Ánh Minh, Dạ Nhược Yến, Hoàng Anh Thư, Nguyễn Thắng, Bích Vân, Duy Trường, Bảo Khánh, Anh Tuấn, Triệu Minh, Nhật Lâm, Ngọc Anh Vi, Nga Mi, Lê Quốc Tuấn, Cát Linh, Jaden Phạm, MC Trịnh Hội, Thùy Dương, Đỗ Tân Khoa. Wow, với hai số khác 3 giờ chiều và 8 giờ tối thì quý vị ngày 26 tháng 11 thì tất cả anh chị em nghệ sĩ đều nôn nóng để được quay cái show 79 này. Dạ vâng, thưa quý vị có thể liên lạc với trung tâm ASIA qua số 714-636-3002. Dạ vâng, để trở lại với Lê Quốc Tuấn thì con có bài hát nào của nhạc sĩ Anh Bằng con có thể hát để gửi đến tất cả quý vị khán thính giả đang mong chờ tiếng hát của Tuấn. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ. Con xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Khúc Thủy Du mà con thì thật sự rất là thích bài này của nhạc sĩ Anh Bằng và thơ là Duy Tử Lê. Có một em của mình là em Thịnh ở trong phòng máy đang vỗ tay cái bài Khúc Thủy Du này. Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa, sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ngoài trong vắng mà thôi. Thủy ơi và tình ơi, như loài chim bói ca trên cọc nhọn trăm năm, tôi tìm đầy đánh mất trong vũng nước cuộc đời, trong vũng nước cuộc đời. Thủy ơi và tình ơi, đừng bao giờ em hỏi vì sao ta yêu nhau, vì sao môi anh nóng, vì sao tay anh lạnh, vì sao thân anh run, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao. Hãy nói về cuộc đời, tình yêu như lưỡi dao, tình yêu như mũi nhọn êm ái và ngọt ngào. Cắt đứt cuộc tình đầu, Thủy bây giờ về Thủy bây giờ về đâu? Em là chim bói ca, anh là ánh trăng ngà, chỉ cách một mặt hồ mà muốn chúng chia xa. Thủy ơi và về đâu? Em là chim bói ca, anh là bóng trăng ngà, chỉ cách một mặt hồ mà muốn trường chia xa. Quá hay.
quá. Cảm ơn Lê Quốc Tuấn rất là nhiều. Cả phòng máy vỗ tay. Trang Thái Lan sẽ đọc là những lời chia sẻ của quý khán giả gửi vô. Anh Trương Hoàng Đức từ Georgia, ba là đại úy Trương Hoàng Nhân đã ra đi từ 9 năm rưỡi. Kính chúc quý đài mạnh khỏe, chương trình hay quá, xin giữ chương trình để con cháu biết. Xin ca sĩ Lê Quốc Tuấn hát bài của Tướng Đảo, ý bài ở tù ngoài Bắc nhớ về miền Nam là nhớ mẹ hiền. Nhớ mẹ. Dạ, thưa anh. Bà nhớ mẹ đó con. Dạ, chương trình của mình chắc cũng sắp hết giờ rồi. Chắc là những dịp khác là chúng em sẽ hát bài đó để tặng anh. Dạ. Thưa anh. Và lời chia sẻ của chị Thịnh từ Arizona, rất thích chương trình của hai cô, khen ca sĩ Lê Quốc Tuấn còn trẻ mà hát về lính rất hay, yêu cầu ca sĩ Lê Quốc Tuấn hát thêm bài về lính, hãy nhớ học hành thêm, đừng vì ca sĩ mà sao lãng việc học. Chúc em thành công cả hai lĩnh vực. Rồi, cảm ơn rất là nhiều. Dạ vâng, chị Bạch Mai ở Florida luôn ủng hộ đài, hai cô mở dài đẹp. Xin hát bài Chiều Lần Em, xin đài giữ chương trình về lính để con cháu sau này còn nhớ đến. Dạ. Cảm ơn chị Bạch Mai rất là nhiều. Cảm ơn chị rất là nhiều, thưa chị. Chiều Lần Em chắc để hôm nào là không có Tuấn, tại hôm nay có Tuấn thì dạ, vâng. Chúng em sẽ hát một bài khác để nhạc lính cũng như yêu cầu của các anh chị nãy giờ. Lê Quốc Tuấn hát nhạc lính, anh là lính đa tình. Dạ. Và chúng em sẽ kết bằng cái bài anh là lính đa tình để tặng quý khán giả cũng như các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Dạ. Em là lính đa tình. Anh là lính đa tình, tình anh là tình lính, tình non sông dẫn dắt, lính 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 đa tình, tình hai hồ ô mộng, tình anh là tình lính, tình vũ trụ ngát say, lính 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 đa tình, và mối tình rất êm đềm là tình duy trong lòng anh yêu em. Có lúc muốn hái hoa rừng, anh gửi về em theo áo, và ngàn vì sao trên trời kết thành một chuỗi em đèo. Dù rằng đời lính không giàu mà chắc không nghèo tình yêu. Anh là lính đa tình, tình anh là tình lính, tình non sông rất nặng, lính 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 đa tình, tình hải hồ ô mộng, tình anh là tình lính, tình vũ trụ ngát say, lính 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 đa tình, và mối tình rất êm đềm là tình riêng trong lòng anh yêu em. Mối tình rất êm đềm là tình riêng trong lòng anh yêu em. Yes, sir, solo. Là mối tình solo. Anh là lính đa tình, tình anh là tình lính, tình non sông rất nặng, lính 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 đa tình, tình vũ trụ mộng, tình anh là tình lính, tình vũ trụ ngát say, lính 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 đa tình, và mối tình rất êm đềm là tình riêng trong lòng anh yêu em. Có lúc muốn hái hoa rừng, anh gửi về em theo áo, và ngàn vì sao trên trời kết thành một chuỗi em đèo. Dù rằng đời lính không giàu mà chắc không nghèo tình yêu. Anh là lính đa tình, tình anh là tình lính, tình non sông rất nặng, lính 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 đa tình, tình vũ trụ ô mộng, tình anh là tình lính, tình vũ trụ ngát say, lính 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 đa tình, và mối tình rất êm đềm là tình riêng trong lòng anh yêu em. Và mối tình rất êm đềm là tình duyên trong lòng anh yêu em. Và mối tình rất êm đềm là tình duyên trong lòng anh yêu em. Hay quá. Ai nhấn nữa chữ em mà nó xuống xề nó nghĩ sữa ha. Mới đi nghỉ sửa solo. Bây giờ mới biết là hát tân nhạc cũng có súng xề nữa ha. Đó, súng xề. Súng xề. Cơ hội đó có cải lương cũng hát mới súng xề vậy. Súng xề hay quá. Rồi, hay quá. Dạ. Tuấn ơi, Tuấn, con có thể gửi lời chào tạm biệt đến quý vị khán thính giả là bởi vì mà chương trình mình tạm biệt đi rồi mình sắp hết giờ rồi. Dạ, con xin lỗi, con tưởng là xong rồi con lấy rồi. Con xin lỗi. Con xin cảm ơn
quý vị khán giả đã dành thời gian để thưởng thức chương trình của Đài Hồng Việt TV cũng như dành sự tình cảm cho cô Phương Hồng Quế và cô Trang Thanh Lan cũng như anh Nghĩa Sữa trong dành chương cho trình. Con nữa tiếng hát của Phương con là ăn ké dạ, tôi xin cảm ơn rất nhiều dạ. Cảm ơn Lê Quốc Tuấn rất là nhiều đã đến đây với các cô để nhắc lại kỷ niệm cũng như là nhắc về ba con. Chương trình chúng ta tới giờ chia tay rồi, thưa quý vị ơi, Trang Thanh Lan, Phương Hồng Quế, Lê Quốc Tuấn và Nghĩa Sữa tạm biệt quý vị ở đây. Không quên cảm ơn quý vị đã, các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã gửi vô những cái lời chia sẻ rất là dễ thương đối với chương trình và với Lê Quốc Tuấn. Chúng ta chia tay đây. Dạ vâng, mong rằng quý vị vẫn giữ màn ảnh của Đài Hồng Việt TV. Vâng, xin phép quý vị vẫn giữ màn ảnh Hồng Việt TV, đừng rời màn ảnh, là vì 6 giờ chúng tôi sẽ có live show cho đến 10 giờ trực tiếp về kết quả bầu cử. Thưa quý vị, mời quý vị nhớ đón xem tối nay ai sẽ là người lãnh đạo, lèo lái con tàu cầm lớn phiếu Mỹ. Dạ vâng, rồi bye bye, xin chia tay với quý vị.